thái nấm ở xưởng của trường nấm nè. Đây anh trồng cái ít thôi, anh trồng đây là trồng ít ít nhà ăn đúng không? Cho mẹ làm cho vui vậy thôi. Lứa này mấy lứa rồi? À, cái nấm này cái nấm hồng kim nè. Nhưng mà hôm bữa trước nó có vài bịch anh thải rồi, nhưng mà mấy bịch đây nó còn sót, nó rớt ở trong cái kỹ á. Thôi thấy nhặt lên bỏ luôn. Nấm nó là khác ha anh, trồng khó hơn. Nấm đó hồng kim. Nấm này gọi là bào ngư vàng, còn cái này là bào ngư xám. À, bào ngư vàng. Đúng rồi. Hồi trưa là có hái nướng ăn rồi, đúng không? Anh cảm giác sao? Hồi trưa hái nướng là nướng nấm sa tế. Rất là ngon nha mọi người. Vừa mềm mỏng nước mà lại còn giòn dai nữa. Trời, nói tới là đã thấy muốn ăn nữa rồi nè. Mọi người ăn ở đây cảm giác rất là khác với lại ăn nấm ở bình thường. Tại vì ở đây là mình nấm tươi luôn. Cho nên là nếu mà ở nhà mà thật là có điều kiện đó là mình để một mớ để mình trồng ha anh hả? Thầy thương gia đình trồng chắc khoảng 20 cái là ăn đủ rồi ha. 20-30 bịch trong nhà ăn lần hái được gần cả ký. Nếu mà mấy cái lứa đầu mà ngon ngon thì hái được ký. Trời ơi, cảm ơn mọi người ơi, lần đầu tiên được hái nấm nhiều như vậy. Ồ, cái đây những cái trang trại hôm nay thì trục trặc vào mấy cái trang trại kia, người ta trồng 5-7 ngàn á, nhìn như một cái rừng nấm á. Nhiều. Gãy cái chân rồi. Gãy thì không sao, để dọn vệ sinh nè. Em thấy bên trong nè, vô không? Phía trong mình phải móc ra thì nó mới mọc cái nấm mới vô được đúng không? Đúng rồi. Đó, giờ bên trong nó hái nhiều hơn. Đầu tí nữa là hái hết à bác. Này nó lớn nhanh lắm, còn mấy cái nhỏ nhỏ này hồi tối là mới hái á là nó nhỏ hơn lúc này nha. À, lớp trưa nhỏ xíu rồi. Dạ, cho em mượn đi. Con mượn nè. Hồi trưa con mới hái con nướng ăn nè, mà nó nhỏ hơn. Mà mới có mấy tiếng hồ mà nó ra nó bự nhanh ghê luôn. Rồi, đây, đây nè. Ui. Đó. Đó. À, chú. Ở trong góc này nè, có mấy đây nè, ở sâu ở đây nè. Đó, một rừng đó em ơi. Cái nấm. Nướng ăn mới ngon nè anh chị. Không, cái đó nướng ăn cá nhiều trưa á, nướng ăn mới ngon, cá trưa. Đây nè, có những cái cá như thế này nè, nướng ăn nó mới ngon. Chứ bự như vậy thì sao? Bự quá thứ nhất là không phải nó dai hơn nhưng mà nó ít ngọt. Với lại nó bự quá nhiều khi mình sợ nướng không có chín. Nấm thì tốt nhất nên ăn chín. Ăn sống mới có à. Mấy cái bự vậy thì nên ăn lẩu đúng không? Đúng rồi. Bỏ nhưng lẩu, mà còn nếu một con chim mì tôm là phải nấu nó chín. Dạ. Nấu bỏ trong nước sôi đó, rồi mình ấy cho nó sôi lên luôn đúng không? Chứ không thôi nó sống là em nhớ ói á. Anh cũng có công nhận anh mấy hôm không biết đó, sáng rồi xé nhỏ rồi chế gọi là chế tái đó. Bỏ chung chế nước sôi vô ăn tí là đau bụng ói á. Vì dinh dưỡng của nó khá là nhiều. Nhanh quá anh, hái thấy cái này nè, mấy cái chỗ em này nè, bự ngon nè. Đấy đúng rồi. Ồ cái chùm quá. Rồi. Nè, giờ không tứ là tứ ra nó khuya hái nó ướt rồi. Nặng tay luôn chứ. Nhẹ đâu. Thích đúng không? Anh mê tới lúc hay nắm mê đi quay phim rồi lắm. Máy trại của anh bán phôi á. Anh hay đi quay. Trời mê quá anh ơi, hái là mê. Lâu lâu bây giờ chứ hái nhiều quá ớn luôn chứ mê. Đây nè, cái chùm như thế này á là nướng ăn nó rất là ngon nè. Đấy để cho nó ra luôn đi. Đúng rồi, lát nhẹ. Rồi không sao, lát cái đó thì để dọn vệ sinh luôn. Đấy được không? Rồi đi. Ngày mai
thôi là cho nó bung. Ôi, chứ ngày mai nó to như bàn tay rồi này. Dạ. Đúng rồi, nhanh lớn. Cái này là mình hái mình ăn hay là bán anh chị hả? Đây chắc bán đó. Ăn gì hết hả? Đúng rồi. Ăn cũng ớn chứ. Cái này là mình bán theo ký hả cô? Đúng rồi. Tùy ủa, nơi. Cái này là sao anh chị? Cái này là nấm hả? À cái này nấm con nó mọc ở trong bịch đó, không sao đâu. Là nó không có ra được đúng không? À mình không cho nó ra, mình ép cho nó ra cái đầu vậy thôi.